Xin chào các bác, chào các bác đến với shop bên câu Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành nhá. Ở hôm nay thì sẽ vào một clip nữa vào buổi tối. Buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một loạt lô cần lỗi nữa nhá. Và lô hôm nay cũng được giảm giá để cho các bác chơi. Để số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369. Em để trên góc màn hình nhá. Cứ người là bác báo cho em. Ok, đầu tiên phát sẽ vào mã số 1 này. Mã số 1 là chiếc cần bình thường. Hàng lỗi chắc clip của ngày hôm nay và clip ngày mai này hết sạch nhá. Là hàng rẻ tiền đấy, còn đâu thì còn hàng VIP thôi. Mã số 1 sẽ làm chiếc cần hai khúc của dòng ngọn tháp có nhá. Đây là chiếc cần nội địa. Chiều dài ở đây là 2m55, độ cứng của ngọn tháp đang khoảng tầm 80. Chất liệu carbon, bát Fuji, khoen Fuji. Không lỗi làm gì. Đấy, mã số 1, ngày hôm nay lấy bác là 500 ngàn nhá, giảm giá. Cuối làm giá đi một chút, cân nặng cho bác này. 300 g. Vận 2.45 ly nhá, mã số 1 500 ngàn. Mã số 2 hôm nay giảm cho bác tiếp này. Mã số 2 sẽ làm chiếc cần 3 khúc của Ruby sản xuất tại Hàn Quốc. Độ cứng con này sẽ là cứng tầm 20 thôi, 25-30 thôi. Chứ không cứng đâu nhá. Cứng độ cứng này sẽ là độ cứng của dòng cần 2-3 khúc này nhá. Không phải cứng của lục đâu, nhưng các bác mua về đánh cái lục thì không phải đâu nhá. Con này sẽ được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji, đầu bu là đầu bu loại xứ xích thôi nhá. Đấy, con này ngày hôm nay bác là 400 ngàn này. Đấy, 3 khúc là lấy, em cũng ít lấy. Bán luôn, nặng là 300 gram nữa nhá. Ngọn con này thì khá nhỏ thôi. 1.75 ly, 400 ngàn mã số 2. Xong mã số 3. Mã số 3 sẽ làm chiếc cần của Lissin, dài là 3m3. Một chiếc cần carbon rút. Ở đây sẽ làm chiếc cần thuộc dòng sút lỡ các nhé. Nó là dòng kiểu dạng cần cần rút ấy. Ôi đâu được nhỉ, 2m1. Em xin lỗi nhầm, cái này từ 33, cái này có 2m1 thôi các nhé. Dài là 2m1. Độ cứng cực kỳ cao luôn. Con này các bác về câu lua được luôn nhé. Lua sẽ cứng khoảng tương đương với MH luôn các bạn. Còn nó sẽ cứng khoảng tầm 30 của cần này. Khoen bát Fuji nhé. Con này thì bác công ngâm trong ao hồ là ok này. 1.33 ly, 2.07, ngọn 2.07, lấy bác 400. Mã số 3. Mã số 4 này. Số 4 sẽ làm chiếc cần của Waco nhá, 4.5 đợt 1, bát Fuji, khoen Fuji. Mất cái đầu bu, cộng mất 2 khuyên chạy. Thôi còn sáng đẹp, không lỗi làm gì luôn. Đấy, mã này đi nhanh các bác này. 178 g. Một trăm bốn mươi một ly, 400 k. Mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 sẽ làm chiếc phôi thôi nhá, phôi không, không có khuyên. Con này được trang bị bát là bát Fuji đâu nhá, khoen cũng là khoen Fuji mà bị bay mất khuyên rồi. Dài là 36 các nhá. Độ cứng ở đây ghi độ cứng 3, sinh ra là khá là cứng đấy. Con này cũng khoảng tầm 6H để cho bác câu rô, câu giết cái câu gì câu nhé. Mỗi phôi không 300 ngàn, mã số 5. 200 gram. ba ly. Mã số 5, xong mã số 6 này. Số 6 sẽ là một chiếc cần phôi đẹp quá nhá, 53 đột 1. Con này cực kỳ đẹp luôn, con này về các bác chỉ cần lên khuyên là phẹt thôi. Phôi còn đẹp quá nhá, phôi còn rất là sáng. Một chiếc cần dòng Daiwa đen sản xuất tại Nhật. Được trang bị bát Fuji, khoen Fuji, nó xuất xích, mất đầu bu hồi khoảng tầm 10 phân ngọn. Đấy, bán bộ phôi cho các bác thôi nhá. Duy nhất ngày hôm nay là còn ít cần này là bán nốt clip ngày hôm nay. Nếu mà các bác không chốt thì cũng sẽ để lại để thỉnh thoảng hạ tay. Hoặc là để cho anh em sang năm chơi. Clip ngày hôm nay là duy nhất của cái hàng này nhá. Và sẽ không đăng lại nữa. Nặng là 160 g. Rất nhẹ các bạn nhá. 1.59 ly. 700 ngàn. Mã số 6. Mã 7 này. Mã 7 sẽ làm chiếc cần 2 khúc
dài 1m8 nhá, được trang bị bát là bát hãng khuyên hãng, một cần là 3 ngọn, cứng 30 50 80. Một chiếc cần dòng 2 khúc, dòng Pro Mariner 400.000. Mã số 7. Cân nặng cả 3 ngọn cho bác nhá. 270 g. Một ngọn là 2.14 ly, một ngọn là 1.61 ly, một ngọn là 1.82 ly cơ nhá. Đấy, mã số 7 400.000. Mã số 8 này. Clip này em sẽ đi nhanh một xíu các bác thông cảm nhé. Mã số 8 này sẽ làm chiếc cần 5m3 đọt số 5m4 đọt số 3 của dòng carbon wicker nhá. Vân này ra, con này ngoại hình full khoen không nước thì còn tầm 1.7 triệu 8 một cây bản này. Khô còn rất sáng các nhá. Đấy, duy nhất ngày hôm nay sẽ giảm giá cho bác cây này. Con này thì phôi ổn, khuyên thì còn nhưng mà lộ cổ nhá, bán phôi không tính khuyên nhá. 800.000. Cân nặng này. 360 g. 1.68 ly. 800.000 mã số 8. Mã 9 này. Mã 9 sẽ làm chiếc cần Daiwa nữa nhá, dòng carbon wicker 5m4 là số 1. Bát Fuji, khuyên Fuji nó số 6 nhá. Dàn khuyên thì em không tính đâu nhá. Khuyên này các bác có lấy về thì các bác làm gì làm, thích dựng ISO thì dựng mà thích câu tay thì câu nhá. Còn em chỉ bán cho bác bộ phôi thôi, duy nhất ngày hôm nay thôi nhá. Đấy, con này sẽ được trang bị vân này ra lên gần trên ngọn này, ngọn sẽ là carbon xoắn vòng. Ngọn long phụng nhá. Đầu ngọn sẽ là carbon đặc, cân nặng là 180 g. Ngọn là 1 ly cơ nhá. 700.000 duy nhất ngày hôm nay mã số 9. Mã số 10. Mã số 10 sẽ làm chiếc cần 54 đột 2, con này các bác câu hạ tại ngon nhá, phô này cực kỳ sáng luôn. Còn rất sáng, cũng thỉnh thoảng cũng sức rằm, nói chung là hàng này thì cũng không tránh được nhá, nhưng mà nó còn rất đẹp, không sức sâu, không dập, không nứt. Vân hai da lên gần trên ngọn này. Đấy, ngọn sẽ là carbon vân vải nhá. 54 đột 2 cũng duy nhất ngày hôm nay. Con này thì nặng là 230 g có nhé. Đột 2 thì còn rất khá là cứng. Để đi câu chép dịch vụ thoải mái luôn. Ngọn 1.58 ly, nắp đít hơi xấu nhá, 700k. Con này nắp đít đẹp thì không rẻ hơn được nhá. Nắp đít để em nên nên khuyên luôn, con này rất đẹp. Sang mã 11 này. 11 sẽ làm chiếc cần 54 đột 1 của Shimano nhá. Được trang bị bát Fuji, khoen Fuji, phô con này cực kỳ đẹp luôn. Phô rất sáng. Phô sáng. Cũng duy nhất ngày hôm nay các bác nhá, 54 đột 1. Con này thì hụt khoảng tầm một gang tay ngọn, cân nặng này 180 g. 1.4 ly, 700.000 bộ phôi nhá cho bác hạ tay, mã số 11. 12 này. 12 sẽ làm chiếc cần 5m3 đồ 1.5 của dòng Direct Power. Bát Fuji, khoen Fuji thôi nhá. Phôi vân hai da. Đấy, cần thì không lỗi làm gì. À phôi chứ quên, cần thì mất khuyên rồi. Phôi không lỗi làm gì cơ nhá. Đấy, mọi thứ ok hết, trừ khuyên không có khuyên thôi. Hạ tay câu chép dịch vụ được luôn, cân nặng cho bác này. 180 g. Con này ngọn to có nhá. 1.7 ly. 700k mã 12. Mã 13. 13 sẽ làm chiếc cần 5m3 đột 2 các nhá. Con này là đột 2, cũng làm chiếc cần Make in Japan nhá. Bản này thì sẽ được trang bị bộ phôi nhám và lóng nhá, con này có xước. Đấy, con này thì cái phôi như này nó sẽ là phôi phôi nhám quá nhá, nhám thì màu nó hơi bẩn một tí. Bát Fuji, khoen Fuji, ngọn còn rất đẹp. Cân nặng này. 1.175 g. Ngọn con này là 1 ly các nhá. 700.000 mã 13. Mã 14 này. Mã 14. À, mã 14 sẽ làm chiếc cần ISO bản cổ. Nó sẽ cứng và lặng như chiếc cần sút luôn. Để em xem con này độ cứng nó như thế nào, tương đương đợt mấy nhá. Con này là độ cứng tương đương đợt 5. Nhưng mà chỉ còn bộ phôi thôi nhá, còn khuyên thì hơi lộ cộ cũng không tính luôn. Đều nhá,
phôi thì cũng có xước răng, có xước khá nhiều mà cần rất là dày và khỏe. Dòng này dòng nồi đồng cuối đá nhé, 54 đột 5 đít bằng gỗ như này các bác nhé. Con này thì hàng nội địa, con này giống của Daiwa, có hình à, con này của Si cơ nhé, con này chắc là của Shimano thì vậy, có hình hang sư tử ngược đầu này của Si, cân nặng này 500 g nặng có nhé, 240 ngọn, 2.4 ly, bộ phôi này là 400.000 có nhé. Ấy phôi này cực khỏe luôn. Tiếp theo sang mã thứ 15. 15 sẽ làm chiếc cần hai khúc. Cần này là cần của hãng gì đây? Con này sản xuất tại Chila, xuất Nhật các nhé. Dài ở đây là ghi 1m8. Độ cứng con này thì cứng khoảng tầm 100, cứng cực kỳ cao. Ngọn sẽ là sợi thủy tinh đặc, gốc cũng là sợi thủy tinh thôi nhé. Dòng này thì để cho bác câu gì thì câu chứ cứng lắm. Duy nhất ngày hôm nay nhá, 350k, mã 15, cân nặng này 260 g, ngọn 380 ly lận. Sang mã 16 này, 16 sẽ làm chiếc cần Gamakatsu 5m4 đột 1.5 mất ngọn, phôi còn rất đẹp quá nhá. Về cho ông các bác hạ tay, các bác làm có khuyên có cái lóng ngọn này, các bác ráp vào là bác câu luôn là ngon này. 5m4 đột 1.5 bát Fuji tem vàng, mã thứ 16 này, cân nặng cho bác nhá, 2.18 g, 500k mã 16, thiếu một cái lóng ngọn thôi. Mã 17 này, 17 sẽ làm chiếc cần Daiwa dài 24 cứng 10, bát là bát Daiwa nhá, khuyên sẽ là khuyên dòng khuyên lỡ như này, ngọn có, các bác về các bác lắp khuyên vào là bác câu nhá, câu ngâm câu lua, con này lua UL được nhá, cần khá lẩy, có vân hai da đấy, không nặng là 90 g. Chứ rồi em ốm là không biết được có bán được mấy nữa không. Ngọn 1.09 ly cơ nhá, 400k mã 17. 18 này, 18 là chiếc cần Tejak Enjoy sản xuất tại Hàn Quốc, Tejak Enjoy Siamat nhá, 4.5 đợt 1. Phôi gốc sẽ là phôi hai da, khoen bát Fuji. Còn ngọn các bác nhá, đấy, ngọn carbon đặc, cân nặng này 170 g, 1.13 ly, 400. 19, 19 sẽ làm chiếc cần của Daiwa dài là 2m7 cứng 1 à đâu, con này của Olympic, gốc loe cực ngon các nhé. Dòng gốc loe này thì cần nó sẽ rất là thanh, mất khuyên thôi, về các bác lắp khuyên mà được, cái khuyên trắng này thì đầy, cần rất lẩy các nhé. Đấy, bộ phôi này nếu các bác 400.000, phôi này thì không rẻ hơn được. Nếu mà các bác có đồ thì các bác chơi thì rất ok nhé, không thì hôm nào mà qua Tết em sẽ lên khuyên cho mấy con này, 400.000 nhé. Ngọn 1.08 mã 19, 20, 20 sẽ làm chiếc cần của Suzumi sản xuất từ Chila nhé, dài là 3m, con này là dòng ISO khoen lỡ, bị mất bu các bác này, khoen bát Fuji, cần thì không lỗi làm gì các bác nhé, à quên, có lỗi chứ quên, cần thì không lỗi nhưng mà khuyên thì lỗi, mất một ít bu khuyên này, 300.000, về lắp mỗi bu vào là chơi thôi. Con này sẽ là 3m đọt, tương đương đọt 3, đọt 4 đấy, nặng là 250 g, gọn 2.19 ly, mã 20, mã 21 này, 21 là chiếc cần gì đây, xấu quá, à cũng không xấu lắm, bát Fuji, khoen Fuji, dài 3m3, Sia Jackpo, nghe tên rất là hoành tráng, con kiểu dòng tem tròn này được sản xuất tại Hàn Quốc cơ nhé, con cái tem tròn ở đây thường thường sẽ là của Hàn Quốc, phôi, con này sẽ là phôi, ôi thật chết rồi, biết là carbon hay kíp đây, carbon này. Thôi chứ cần này lỗi nhá, không bán, lỗi rồi, lỗi, bác nào mà mua được hai chiếc cần tặng cái cây này lỗi rồi.
mã 22, mã cuối cùng này. 22 sẽ làm chiếc cần tay của Suzumi. Đấy, dài 5m3. Ngoại hình còn đẹp nhá. Con này thì nó rất là sáng. Nhưng để em xem cái độ cứng và độ lẩy cho nó là dòng cần như thế nào. Ok, cần rút ra thẳng các nhá. Rất thẳng luôn. Cần rút ra thẳng tắp. Ở độ cứng của dòng lóng ngắn này thường thường nó chỉ tầm 2.5-3H thôi nhé, để cho bác câu cá nhỏ thôi, rô riếc cá hoặc tầm ký có bảo hiểm. Đấy, chất liệu carbon nhé, con này rút rất thẳng luôn các nhé, nặng 1.7g, 170g, gọn là 0.8 ly, 400.000. Con này thì giá cần cực à, quên, cứng cực gì nhỉ, cực thẳng chứ không cứng. Đấy, thì hôm nay lên cho bác là 22 cây thì một cây lỗi không bán, thì các bác ưng nhờ báo cho em nhé. Hẹn bác clip của trưa ngày mai. Bye bye.